Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh này. Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay là buổi tối cuối tuần ngày thứ bảy. Một buổi tối cuối tuần thứ bảy có trẻ có tim mọi người nhé. Thì vẫn là như mọi khi thôi. Mỗi buổi tối em mới đều lên một clip và chia sẻ với mọi người cũng như tất cả các bác những cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ để mọi người sưu tầm trong không gian nhà mình. Cái đồ gỗ Mỹ Nghệ này thì từ trước đến giờ ấy, thì nó vẫn được mang một cái tiếng đó là giá trị cao và mọi người phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mua, và những người bán đồ gỗ Mỹ Nghệ là những người rất là giàu và người ta bán cái tiền công và tiền lãi rất là cao. Nhưng em chia sẻ mọi người, thực ra nếu mà bây giờ so với cái mặt bằng chung những cái ngành nghề thì em thấy là những bác làm ngành nghề khác này, cái lãi suất và cái tỷ lệ giàu có nhiều hơn đủ anh em đồ gỗ rất là nhiều. Anh em đồ gỗ bây giờ hàng tháng rất là đuối, thực sự là rất đuối mọi người. Em không biết là các bác bán đồ gỗ khác thế nào, nhưng riêng đối với em mình bán thì mình thấy là nó cũng bình thường, bởi bây giờ là khó khăn gỗ lạc khó khăn, và thứ hai độ cạnh tranh nó quá khốc liệt nên là bảo là bán cao thì chắc chắn là không bán được rồi. Về lãi suất điểm nó rất thấp và gần như là mình cũng chỉ duy trì nghề và cũng là đủ ăn và cũng dư dư thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bán đồ gỗ mà mua được đất, mua được nhà, mua được xe thì thực sự là hết thời điểm đó rồi. Ngày xưa ví dụ như cách đây tầm 5 năm 7 năm thì có thể bán đồ gỗ có thể mua được đất, mua được nhà, mua được xe, có. Và hiện tại là em Minh sau tất cả những mười mấy năm làm nghề thì quả thực là em Minh cũng đã mua được xe đấy, cũng quá gọi là dư được tiền. Nhưng như ngày xưa thôi, 5 năm đổi trước thôi, thời điểm đó gỗ lạc nó còn rẻ và cái tỷ lệ cạnh tranh nó ít và cái giá cả mình bán nó cũng được giá, đấy là nói thật. Còn như đến thời điểm như bây giờ mọi người biết rồi đấy, không chỉ riêng đồ gỗ mà tất cả ngành nghề làm cũng thế, bây giờ cái tỷ lệ cạnh tranh nó rất là cao và tưởng tượng là anh em mà bán cái giá rẻ và thậm chí như em Minh bây giờ lấy công lại rồi. Cũng là phô bây giờ nó đắt lắm mọi người, hết phô chia sẻ anh em mọi người một chút đi đấy. Thì em bắt đầu đi vào clip, thì trước tiên thì mọi người xem clip thì hãy hay để nhớ dành em mình sẽ có like, và anh em chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nha. Thì một cái sản phẩm đầu tiên em mình muốn giới thiệu mọi người là một cái chum tam đê, anh em nhìn này rất to. Cái chum này là một nó khá là to, mọi người nhìn này rất là to và tròn đều và nó cứ cân hai con nghe nhỏ ở đây và con nghe to ở giữa. Và chiếc chum này là một chiếc chum với cái chất gỗ là chất gỗ u sụn mọi người, đây là hàng u sụn hương. Nói chung là một cái chiếc chum rất là cân, anh em phải nhìn đấy, dáng rất cân dáng và đều dáng vừa tầm. Hàng này là hàng to thôi, không phải là hàng khủng đâu mọi người. Hàng này chưa được gọi là hàng khủng, hàng to đâu chứ không phải là hàng khủng đâu. Em sẽ đo kích thước cho mọi người chiếc chum này. Những cái chum này anh em mà ví dụ phòng khách tầm khoảng 30 đến 35 mét vuông, khoảng 30 mét vuông, phòng khách khoảng 30 mét vuông để anh em bày một chiếc chum như này thì là vừa tầm. Còn nếu phòng 20 mét thì em nghĩ là cái chum mà 20-25 mét thì em nghĩ là cái chum này sẽ hơi to một chút, còn tầm 30-35 mét vuông thì anh em bày nó sẽ là khá là vừa vặn, ok. Để sẽ đo kích thước cho mọi người, các em mọi người nhìn thấy có những cái phần vân như này, đây này toàn là sụn đấy nhé, sụn và sần này, sần và sụn, đây là một cái chum sần sụn, nó lắm mới có một cái chum nó thành vừa như thế này, khá to mà là cân đối là tròn cũng như chất gỗ nó đẹp. Mà giá đến tay anh em nó cũng hợp lý thôi, anh em chưa ra một cái chum này bán cho mọi người cũng xin một chút công luôn. Rộng 58 mọi người nhá, cái chiều rộng này, cái chiều rộng là 58. Chiều cao là khoảng 58. Rộng 58, cao 58, một cái độ dày.
dày 45 phân. Sâu với chiều sâu của gỗ là 45 phân, khá là tròn đều, được cái dáng chum. Được cái dáng chum rất là đẹp. Cao 58, rộng 58 và sâu là 45, hàng u sụn. U sụn mọi người nhỉ. Và cái giá thì anh em mọi người yên tâm đi. Em mình sẽ để cho mọi người cái giá anh em nghĩ là nếu mà so thị trường thì nó khá là mềm. Khá là mềm, bởi đây là một cái chung to và khủng. Và cái giá thì cũng tuyệt vời luôn mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Thế thì là chúng ta sẽ ngắm cái phần chê nghê bên trên này. Thì là ba con nghê. Đây là con nghê to ở giữa và sẽ có hai chú nghê nhỏ hai bên. Nó rất là cân. Phần miệng chung ở đây nó có một viên đá này. À, đây là một viên đá giữa này, đang nghe đang chấn với viên ngọc. Cái đá nó là gì? Đá nó là tượng trưng cho ngọc. Đây là đang giữ viên ngọc của dây này. Đó. Đây là một cái vết có chớp. Xác là mình dùng một từ nó là một cái vết chớp của gỗ. Đó. Cái này anh em bày mọi người thấy là nó rất là đều, cực kỳ tròn và đều. Đều và tròn vô cùng luôn. Và cân đối đấy. Tỷ lệ nó rất là cân. Anh em thấy cái phần mặt gỗ này. Cái này toàn bộ là sụn nhá. Đây là sụn này. Toàn bộ là sụn hết. Sụn và chun. Cái chỗ này thì nó sẽ là vân như kiểu gỗ cẩn. Đây. Nó sẽ có đây rất là nặng luôn. Nặng lắm. Đây anh em nhìn cái này thì nó sẽ có những phần vân như kiểu là gỗ cẩn. Ở đây nó có những phần sụn này. Phần sụn và những phần chun của gỗ. Vì đây là một cái gốc chun. Gần như là chun sụn hết. Được may một cái là có cái da chun sụn. Và ngay cái phần mặt rất là đẹp. Cực kỳ đẹp đúng không mọi người nhé. Thì nó có những phần bông này. Những này những cái chấm như cái bông sỏi ấy. Anh em chơi hương Gia Lai anh em sẽ biết cái phần bông sỏi đó như thế nào. Đó nó sẽ có bông sỏi. Thì đẹp vời luôn. Chun này thì khá là to. Em sẽ quay cái mặt sau. Mặt sau rất là đẹp. Mặt sau rất là đẹp. Và giá cho anh em thì thật sự mọi người luôn. Cái giá nó rất hợp lý. Cực hợp lý của mọi người. Cái này anh em thích nhìn một kỷ nữa thì rất là tuyệt vời. Một kỷ nữa thì rất là đẹp đấy. Kỷ tầm 20 phân thôi. Kỷ nó, một cái kỷ nó vừa mấy cái đế như này này. Tầm khoảng 15 phân cũng được. 10-15 phân được. Là em nghĩ là đây một kỷ nữa thì đồ tuyệt vời luôn đấy. Đã rất là cao rồi. Nhưng mà cái kỷ nữa thì sẽ đẹp hơn. Đây là phần sau. Mọi người sẽ thấy là cái chùm nó rất là tròn. Gần như nó rất là tròn luôn. Tròn và đều. Hàng chun đây là sẽ lu. Lu, đoạn này lu này, đoạn góc bên này cũng lu. Sần và sụn. Hàng gốc mà. Em mình làm là em sẽ cố gắng làm được cái hàng gốc em làm cho mọi người để mọi người chơi. Chứ mình không có làm hàng thân đâu. Hàng gốc của Vân nó sẽ đẹp. Bây giờ cái chun này nó còn nặng tầm khoảng trên 60 cân gỗ, khoảng 60 cân. Mình cứ gọi 60 cân, không cân được nhưng khoảng 60 cân. Thì mọi người tính giúp em đi, nếu mà để cắt được một cái chum như này mà bây giờ vẫn còn nặng tầm 60 cân thì cái phương ban đầu phải một tạ gỗ đổ lên, tầm một tạ 1 đến tạ 2 gỗ. Chứ bảo câu chuyện mà bảo là sau bây giờ cắt rồi mà còn 60 cân, phương ban đầu 80 cân thì thực sự là không thể làm được. Phải đọc lúc đó nó sẽ phải chắp những con nghê này. Những con nghê này sẽ phải chắp lên thì nó mới ít phôi. Chứ còn những con nghê này liền xong mình lại phải bo một cái chum nó tròn như này, mất phôi vô cùng. Anh em nhìn rất đẹp nữa. Nhất là nhiều những cái phần sần sụn này rất là nhiều luôn. Đó. Đây. Mặt nu rất là đẹp. Đây. Tuyệt vời. Nói chung là một cái chum rất là đẹp. Các bạn, một cái chum rất là đẹp. Xuất sắc ấy. Chum này là gần như là xuất sắc rồi. Không có chiếc thứ hai đâu. Mà cái giá em để mình cho mọi người, mình để mọi người cái giá nó cũng cực kỳ mềm luôn. Anh em cứ đi tham khảo. Nhiều nơi chum này thì cũng có thể quát 8-9 triệu là chuyện bình thường. Quát 8-9 triệu là anh em lại cho em một cả. Cho anh em mặc cả, anh em nào biết mặc cả thì sẽ mua được giá rẻ. Còn anh em nào không biết mặc cả thì sẽ mua bị mua đắt giá. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Câu chuyện là nó sẽ có rất nhiều kiểu bán hàng. Và mọi người mua hàng phải là một người thông thái. Đấy, em vẫn nói mọi người là chúng ta mua hàng thì chúng ta phải là một người thông thái. Phải là một người mua hàng thông thái. Và hiểu biết về sản phẩm. Hiểu biết về sản phẩm.
và hiểu biết về giá trị con đồ, kích thước, sau đó chúng ta mới áng được cái giá thành trên chúng ta mặc cả. Đấy, nên là sẽ có nhiều nơi người ta bán, ví dụ như em mình bán cái chung này, hôm nay chung này em cho đi mọi người chỉ có 5,5 đồng, 5,5 đồng giá chuẩn, 5,5 đồng không mặc cả và không bao gồm phí ship. Anh em tính hộ em thì gỗ hơn một tạ gỗ nó tầm 4 triệu đồng gỗ thôi. Đấy, công cá như bao nhiêu đấy, mọi người tính hộ em đó. Đây là công thợ nhà làm thì cái chung to và đẹp như thế này, thì ví dụ những chỗ khác người ta sẽ báo cho mọi người tầm khoảng 8,5 triệu hoặc là 7,5 triệu cũng được. Rồi anh em mặc cả đi, nhiều anh em mặc cả thì ô thì 7,5 triệu thì mua mình bớt cho nó 1 triệu mình trả 6,5 triệu, ok bán 6,5 triệu đấy, thì tất nhiên là người ta vẫn có lãi, anh em vẫn được mặc cả, người ta vẫn có lãi đấy. Nhưng mà bên em mình bán thực sự là không mặc cả, bởi vì giá thì anh em, nếu anh em nào mà đã mua hàng của bên em mình thì đều là những người sành gỗ, sành và các bác đều áng được gỗ được công hết rồi, nên là mọi người đều biết cái giá trị con đồ làm ở khoảng nào, và anh em cũng biết là em cũng bán giá chuẩn và cũng chỉ lấy một chút đồng công thôi, nên là mọi người không cần phải mặc cả đâu. Còn nếu anh em nào cứ mặc cả với anh em thì không thể mua hàng được, bởi vì em bán có nó cao đâu mà có mặc cả, không nói như người ta nói 7,5 triệu chẳng hạn, để anh em cho anh em mặc cả thao hồ ship siếc bao ship một ship vô tư, anh em mặc cả thoải mái. Đấy, thoải mái vô tư luôn, nhưng mà mình báo cái giá đó là chuẩn luôn rồi và cũng chỉ kiếm một chút thành công rồi. Đấy, thực ra là em mình muốn tạo ra mọi người đến với em mình nó là một cái gì đó nó rõ ràng và nó rành mạch và không phải mất nhiều thời gian cho cái việc cân đo đong đếm, cũng như mất quá nhiều thời gian cho cái việc trả giá, bởi vì chúng ta chỉ gặp nhau trên mạng, chúng ta chỉ gặp nhau trên mạng, và em muốn tạo cho mọi người một chỗ khác thì không biết, nhưng mà riêng các bác đã đến với em mình, em muốn mọi người mua được cái giá chuẩn và không mất thời gian mặc cả, và anh em cũng yên tâm khi mua hàng về, bởi vì khi các bác mua hàng của em mình về rồi, mọi người chân lên, nếu mà đắt so với những chỗ khác thì chắc chắn em mình sẽ không bao giờ tồn tại được với cái kiểu bán hàng là chuẩn giá như này, đúng không ạ? Nhưng mà em mình có thể khẳng định mọi người luôn là khi các bác đã mua hàng em mình về rồi, mọi người để và mọi người so sánh với những chỗ khác thì chắc chắn là các bác sẽ thấy là em mình giá của em mềm hơn, thậm chí là mềm hơn rất là nhiều, và mọi người cũng sẽ không thấy bao giờ em mình có câu chuyện là phải để các bác phải suy nghĩ về giá, và cũng như kiểu là mình nói thật cao nói sau để anh em phải mặc cả đâu. Mọi người yên tâm là chuẩn luôn, và em cũng muốn là mọi người đến với em mình sẽ có một cái thói quen, em thứ nhất là em tạo cho em một cái thói quen bán hàng là mình không nói vống lên để cái người mua hàng của mình bị thiệt thòi là một, và thứ hai là khách hàng đến với em cũng sẽ có thói quen là giá như là một chút như thế, sẽ có gia lập một chút xíu thôi đấy, và không mất thời gian nhiều cho cái việc lên xuống anh một giá em một giá, lấy ở khoảng giữa, lấy khoảng trên khoảng dưới, nó rất mất thời gian. Đấy, rõ ràng minh bạch như thế cho mọi người chơi giá mềm mại mọi người nhá, nghe không phải ngắn tao gì cả đấy, còn mọi người cứ so sánh, các bác cứ tìm hiểu, nếu mà chúng ta chưa chín chắn hoặc chưa cảm nó chín mùi, hoặc là chúng ta chưa cảm thấy nó rõ ràng, hoặc chúng ta cảm thấy nó vẫn còn năn tặt, thì anh em cứ xem, anh em cứ chiêm nghiệm, anh em cứ ngắm nghía, bao giờ thật là ok rồi anh em chốt rồi nha. Ok, 5,5 đồng không ship, anh em tính gỗ tính công của em. Đó, rồi em xin phép bê sản phẩm xuống đây để mọi người cứ xem lại. Sau nhiều khi những cái hàng to này cái giá sẽ rất là hợp lý anh em ạ, càng to cái giá càng hợp lý. Em nói ví dụ đơn cử như này, một cái sản phẩm như thế này thôi, đây ví dụ như này nhá. Đây một cái ví dụ điển hình cho mọi người biết là về giá thì càng to càng rẻ. Đây, một con heo như thế này. Đây là một cái con heo ô hương ở bên cạnh như thế này, thì một con heo ô hương này bán rẻ nhất bây giờ cũng phải bán 1 triệu. Đấy là bán rẻ nhất, bởi vì cục gỗ này nó phải rơi vào tầm khoảng 400-500 nghìn tiền gỗ rồi, còn tiền công, tiền sơn, xi, đóng bọc, linh tinh nữa thì bán rẻ nhất bán 1 triệu, mình gọi bán 900 đi,
Thì anh em sẽ so cái 900 này với cái 5,5 triệu. Thì mọi người thấy là nếu về kích thước gỗ cũng như tiền công sức bỏ để làm thì anh em thấy là hàng càng to giá càng rẻ. Đấy. Nếu nói về so với kích thước và công thì nếu chuẩn này thì cái kia phải bán 8 triệu, cái này bán 1 triệu vì cái kia nó phải to gấp cái này khoảng 20 lần. Đấy. Nên là anh em có điều kiện chơi hàng to thì cứ chơi hàng to mọi người nhá. Hàng to nó sẽ lợi về giá rất là nhiều. Hàng nhỏ này thì công người ta cũng không rẻ được đâu. Đấy, nói thật. Đây là hàng sụn. Sụn Hương Ta Gia Lai. Anh em đến múc anh em giá 5,5 đồng không xịt. Khẳng định mọi người luôn là cái giá này là cực kỳ ân, cực kỳ êm và nó cực kỳ hợp lý. Mềm và phải hợp lý. Đây là cái chum này là chum lưu sụn đấy, chum lưu sụn đấy chứ nó không phải là chum gỗ thường đâu nhá. U sụn đấy. Đợi em một chút em về xuống. Chum này hiện tại thì phải là 2 người B, 2 người B mới B được và 2 người B cũng phải rất là nặng. Chứ không phải là 2 người B mà B dễ đâu mọi người. 2 người B cũng phải lẹ khẽ em B đấy. Đấy. Để em xin phép B xuống, hai vợ chồng B xuống đi. Mọi người khác. Rất là đẹp. Anh em đợi em một xí. Đợi em một chút mọi người nhé. Thực ra đồ gỗ bây giờ hay tất cả những cái mặt hàng thì có nhiều người bán lắm. Nên anh em sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Cả đồ hợp lý thì mọi người nói chuyện thôi. Đúng không? Cứ đồ hợp lý, chất liệu chuẩn, giá tốt thì các bác mua. Nên là bây giờ câu chuyện mà bảo là bán cao chắc không được bán được. Họ có tên là bán đúng giá. Còn nếu bảo bán cao thì không bao giờ bán được. Không bao giờ bán được đâu. Thì em xin chia sẻ với mọi người đây là một cái sản phẩm mới. Đây là một cái pho gỗ mun. Mun sừng cánh hòa đấy mọi người, hàng đã hoàn thiện. To, bức ảnh rất là to. Và em sẽ chia sẻ ở cái chỗ chắc. Cái này nó dính cái gì nhỉ? Dính keo gì đấy? Đây. Em sẽ chia sẻ cho mọi người cái chỗ chắc nhé. Thì cái sản phẩm này nó sẽ chắc cái này, này. Sẽ chắc cái hai cái quả đào này. Đây, đây này. Chắc hai quả đào đoạn này này. Đấy. Hai quả đào đoạn này. Hai quả này là điền. Cái gỗ như thế này thôi. Chắc hai quả đào. Hai quả này là chắc. Đấy. Và nó có chắc một cái góc đoạn này. Cái góc đoạn này, góc đoạn này. Còn đây là cái đây một cái miếng này cũng là nó hai liền. Cái miếng này là liền. Miếng này là liền. Miếng này là liền không phải chắc để em kiểm tra. Miếng này là liền, cái miếng này là liền. Và cái pho này, này thực ra là gỗ mun ấy thì nó sẽ hay bị rỗng và lũa. Nhưng mà được một cái là cái cục này nó lại đặc. Đặc gỗ của mình nên nó rất là nặng phôi. Cực kỳ lặng phôi anh em ạ, cực kỳ lặng mọi người. Nhưng mọi người ai mà chút lúc này về mọi người kiểm tra và một cái phần đế này là đặc. Đây nó sẽ chắc một cái miếng này, không biết anh em có nhìn thấy không. Đây 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 một cái miếng góc này này, một cái miếng đây đây anh em nhìn này, một cái miếng góc này kéo một cái miếng này. Bởi vì đây nó là một cái rễ ra này, đây là một cái rễ ra này, đây là một cái rễ ra này, đây là một cái rễ ra này, thì em cắt cái này đi, cắt cái miếng đoạn này đi, cắt cái miếng đoạn này đi, em chắc một góc này, chắc một góc này để cho này nó quyết. Thì đây một cái rễ, đây một cái rễ, thì đây một cái rễ nữa thì em cắt cái rễ này ra, chắc một góc này, đấy chắc một góc này là cái rễ đây nhá. Đây một chắc hai quả đào đây, hai quả đào đây là chắc, có hai quả đào trên là chắc. Còn cái đế thì nó yên tâm. Anh em nào thích hàng đặc thì hôm nay mua pho này là đế đặc nhá, đế đặc và hàng là em nọc hết rác rồi, anh em cần hoàn toàn không có rác nhá. Thank you.
chỉ cho mọi người cái phần chốt đấy, nó chính là cái phần này. Nó chính là cái phần này này. Anh em. Chính là cái phần này. Nó chính là cái phần này này, có cái miếng này này. Để bên trong này để từ giữa này này. Cái thằng trẻ con này là niền nhá, toàn bộ thằng trẻ con này niền, cái táo này là cũng là niền, và chắc của đoạn này đây, đây này. Đây đây này. Đấy. Ở góc này này. Đấy, dưới cái chân này nhá, dưới cái chân này đoạn này. Đây này. Đây đấy. Còn cái này là niền. Cái này cũng là niền. Chắp cái này. Cái này cũng là niền, cái này là niền, cái này là niền. Đấy, nó chỉ chắp một hai quả đào này để cho cái sản phẩm nó cao lên thôi nhá. Cao lên và một cái miếng ở góc này. Đấy. Còn cái đế này thì này đặc, nó uy tín nên là cục phô này cực kỳ lặng. Anh em nhìn thấy ánh xanh chưa? Phô này có rất là nhiều ánh xanh, xanh nè luôn, nên xanh nè luôn nhá. Đấy, quay buổi tối này thì nó sẽ không toát lên cái màu cái vân ở đâu. Nhưng mà phải mọi người kỹ vân thì mới thấy cái vân. Kỹ lắm. Lại là anh em nhìn được thật là kỹ thì mới thấy cái vân. Anh em phải nhìn cực kỳ kỹ thì mới thấy vân không? Còn mọi người về mọi người kiểm tra. Đấy. Cục mun xứng đáng để chơi đây. Cái gốc của sẽ như thế này này, anh em nhìn nó sẽ cong cong này. Đấy, nó cong cong. Đây là cái rễ nó này, đây một cái rễ này. Đây một cái rễ này. Đây một cái rễ này. Đây nó gá cái miếng này này, đây này. Cái miếng này. Đấy. Ok chưa? Uy tín rồi nha, đây là rõ rồi nha mọi người nha. Anh em lật đế là biết. Đấy. Toàn bộ này là lọc hết toàn bộ rác rồi, không còn rác nhá anh em nhá. Hoàn toàn là không còn rác. Đấy, yên tâm là nó không có rác, khẳng định luôn. Anh em về có thể kiểm tra. Không tin chỗ nào thì kiểm tra đó. Hứa mọi người là không có rác. Vực duy nhất thôi. Bóng tay rất là to và chất lượng phô tuyệt vời. Ai chơi thì tầm nữa. Chiều rộng của bức này là 57. Cái chiều rộng là từ đây này. Từ đây này sang đây là 57 phân nhá. Đục hai chẻ, đây một chẻ này, rơi này. Đây chẻ thứ hai này, đây vác cành đào này. Chiều cao này. Cao 50. Chiều dày. Dày 30. Rộng 57, cao 50 và dày 30. Một pho tinh lọc ngồi vác đào. Chỉ tác trên chất liệu là gỗ mun sừng Cánh Hòa và chắp hai cái chỗ đó em đã chỉ rất rõ cho mọi người rồi. Ok cho anh em. Em bảo hành cho mọi người nhá, bảo hành và biết đàng hoàng và cam kết đàng hoàng cho mọi người để mọi người yên tâm. Đó. Anh em nào kết và chốt thì em sẽ cho đi xoa lại một nước nữa, có nghĩa là em sẽ làm nguội lại. Làm nguội lại, có nghĩa là cho thợ xoa sạch thật kỹ một lần nữa, chấp nhận em mất thêm 300.000 nữa để em cho thợ xoa sạch lại, với em nhìn thấy là nó nước sơn rồi, em chưa ok, em sẽ cho làm lại một nửa vì hôm nọ hơi vội, sau nghỉ lễ là thợ làm hơi vội nên em cảm thấy nó chưa ok, chưa nhẵn nhụi lắm, thì em sẽ cho thợ xoa lại hết, chấp nhận mất 300.000 là cho xoa sạch sẽ, làm kỹ càng nữa, xong là quay lại một lần nữa cho mọi người chốt cho các bác. Nếu hôm nào bác là chốt thì cứ chốt đi, xong em cho làm lại, xong em sẽ có nghĩa là em sẽ cho ráp hết cái sơn này ra. Ráp hết sơn ra cho nó cạo lại thật là nhẵn lại một nước nữa, mất thêm tiền. Đấy, và sau khi ráp cái sơn ra và cạo lại thì em sẽ quay mộc cho mọi người, quay cái lúc thợ cạo lại và ráp sơn ra em sẽ quay cho mọi người để mọi người yên tâm. Đấy, sau lúc đó là cho sơn xi lại và gửi cho mọi người để các bác chơi nhá. Ok, bây giờ sẽ quay chi tiết này. Đó là cũng rất là luột nên là con đồ rất là sạch, nhưng mà có những khe kẽ thì em chưa được yên tâm lắm, đâm ra là em sẽ cho làm lại hết mọi người nhá. Đây mọi người về soi kỹ thấy vân cho mình, củ gỗ nó rất là già, đây là vân xanh nó rất là khó nhìn mọi người, cực kỳ khó nhìn luôn. Đây, nhìn kỹ như thế mờ lắm, nhìn ngoài chúng ta sẽ thấy nhưng mà nhìn trong này nó sẽ khó thấy. Phần bụng mà này nhất là nhiều vân xanh ấy, nhiều vân xanh ở bụng lắm, nhưng mà anh em phải nhìn kỹ mới thấy, cả cái phần chân này này đó. Hàng này bây giờ hiếm rồi mọi người nhá. Cái bức như này mà mun sừng này trên thị trường bán thì không có giá dưới 11, 12 triệu đâu. To mà gần như là chỉ có gá đây với gá đây là hiếm đấy. Và đế nó đặc nữa. Thứ
thường thường là bị lũa thủng rất là nhiều, nhưng riêng đối với cục này là đặc thì nó sẽ khó khó tìm lắm. Và thứ hai là đặc đồng nghĩa việc là phôi nó rất là nhiều, phôi nó nhiều thì bọn em lại phải bỏ ra nhiều tiền để mua phôi, mà gỗ này thì toàn 200 mấy một cân rất là đắt. Ok anh em nhé, em xin báo cho mọi người cái giá nó rất hợp lý, theo gỗ theo công thôi, để mọi người đỡ phải lăn tăn, và cam kết với anh em là giá mềm mại cho mọi người chơi. Bởi vì mình nói là mình phải làm, chứ còn mình nói mà mình không làm xong lại nói thách lên đấy, xong là anh em lại phải mua giá cao thì nó lại không hay. Nên là lời nói phải đi đôi với hành động, đảm bảo làm sao mà mọi người mua của em được giá hợp lý và em có một chút công, chứ em không bán lỗ mọi người nha. Những cái sản phẩm này bảo bán lỗ thì chắc sẽ không lỗ đâu, không thể bán lỗ được. Em sẽ lấy một chút công thôi trên cái nền tảng làm sao là hợp lý, đôi bên cùng có lợi, mọi người mua được sản phẩm đẹp và em có đồng công để nuôi sống gia đình và bản thân đấy. Chứ không bao giờ có chuyện là hôm nay để cho mọi người cái bức này, em xin giao lưu mọi người giá của bức này là 8.600.000 không ship. Không bao giờ có chuyện là hôm nay em để cho mọi người 8.600.000, bán cho mọi người 8.600.000, và nếu không bán được 5-10 sau em, hoặc một tháng sau em để cho mọi người, không bao giờ có chuyện là em sẽ xuống cho mọi người những cái giá sâu luôn nhé. Bởi vì những cái bức này em bán cho mọi người em chỉ được tầm khoảng 700-800.000 tiền công thôi đấy, nên sẽ không bao giờ có chuyện là hôm nay bán 8.600.000, bởi vì sản xuất ra nó đã rơi vào tầm xích xoăn 8.000.000 rồi, nên để mọi người 8.600.000 không ship mà chỉ được tầm 700-800.000 tiền công thì sẽ không có chuyện là ngày mai bán 7.000.000 đâu đấy. Nên anh em yên tâm, nhưng mà khẳng định mọi người luôn cái giá 8.600.000 là so với thị trường bán bức này mà liền nạc cái này thì là nó quá rẻ rồi, còn những bức này thì toàn 10 mấy triệu thôi. Có thể nói mọi người không tin, nhưng mà thôi, anh em nào không tin thì nói chuyện nó rất là khó. Nhưng còn các bác nào đã chơi và sưu tầm gỗ mun rồi thì mọi người sẽ hiểu cái giá trị của nó ở đâu và cái giá thành mọi người đang phải mua ở mức độ như nào. Đấy, có 8.600.000 thôi, không ship mọi người nhé. Đảm bảo các bác là sẽ ưng. Không có giá là bình thường, không có giá đâu. Thị trường bán những mức mun to mà nhìn lại còn đế đặc, cái này là đế đặc nhá. Cái này là đế đặc nó chứ không phải đế nũa, đế thủng nhá. Nhiều quả là phải chêm, chêm bên dưới là chêm bét cả nhà lên luôn. Thật sự mọi người mun mọi người biết này. Anh em mua thị trường 10 bức thì 9 bức là phải chêm đế và chêm cực kỳ nhiều luôn vì nó lũa thủng mà. Nhưng riêng đối với bức này của em là hàng đặc nên nó cực kỳ hiếm phôi. Và em đặc phôi đồng nghĩa việc là cái nặng cân nặng phôi nó nhiều, em phải bỏ nhiều tiền phôi. Mà em để cho mọi người giá của 8.600.000 thôi. Một chút công thôi anh em ạ. Kiếm mọi người 700-800.000, xong đó lại còn phải chi phí, trừ chi phí đóng bọc rồi là ngoài minh tinh nữa. Đấy, chứ nó không có được nhiều đâu. Đấy. Mà làm nó bước này nó rất là lâu, lâu công vô cùng luôn. Anh em nó rất là lặng luôn đấy mọi người, cực kỳ lặng luôn. Mọi người nhận hàng chắc biết là lặng gì, nó không sản phẩm không tập to lắm đâu. Nhưng mà nó đặt gỗ nó rất là lặng, lặng kinh khủng luôn. Có một bước thôi, lâu lắm mới có một cái bước đặt. Còn hàng mun này nó liền nhưng mà phải chắc đế nhiều lắm, vá đế nhiều lắm. Những cái bước thọ em bán cho mọi người tất cả đều vá đế nhất, chứ không có bước nào đế đặt cả. Em nói thật, nó liền bên trên thôi nhưng mà đế là bị vá. Không có đặc đâu, hiếm á, nhưng mà duy nhất ở cái bức này này đấy đặc, may mắn. Mua cục phô đặc luôn. Tiếp theo lên cho mọi người một sản phẩm này. Để em còn một này. Đây. Hôm cảm từ hôm 30/4/15 em bị cảm chạy vào nó ho. Đúng đến hôm nay, hôm mấy ngày nghỉ nghỉ lễ em có đi đâu, em toàn ở nhà, em chỉ về quê thôi chứ không có đi chơi đâu cả, vì nghỉ cảm. Cái hôm 28 hay 29 tháng 4 là em có sửa cái sân mình, hôm mình lao động ấy, phụ hồ xong là hôm đấy em tiệm buổi trưa lắm ra một khui không em đi tắm, em nó bị cảm chạy vào thế là mình cảm từ hôm đấy. Hôm mấy hôm nay nó chạy vào viêm họng là rát họng, người nó vẫn cứ đơ từ hôm đấy hôm nay khỏi rồi.
này để em xem cái phần đế, bởi vì em không nhớ của gỗ này là đặc, nhưng hầu như chắc là đặc rồi, không có lũa đặc mọi người, mình như đặc luôn này. Là một voi hầu như là gỗ đều là gỗ chọn gỗ hết, chứ cũng không có cục nào đặc, có thể rất to nhá. Em sẽ để cho mọi người cái giá êm thôi. Cái bức này thực ra là vì sao bán được cho mọi người cái giá êm, bởi vì thường thường một cái bức voi như này em sẽ bán tầm khoảng 1,9 triệu, 1,9 triệu, khoảng 1,9 triệu, mà trên thị trường đang bán cũng phải tầm 1,9 triệu. Cái bức này là em làm theo đơn đặt hàng và khách có cọc chuyển 300, và chính xác là cọc cho 350. Anh mở trong tài khoản anh còn 350, anh cọc cho 350. Đấy, anh cọc xong rồi thì em làm xong rồi, nhưng mà anh ấy lại bảo là vợ anh không cho mua voi, thì anh không lấy nữa, em bảo thì anh không nữa, nên anh ấy nữa thì anh mất cọc 350. Đấy, thì anh cứ xin để cọc, anh bảo thôi em bán đi hộ anh cho anh để cọc, thì em xin phép là thôi không ạ, anh hàng đặt mà anh hàng đặt đặt theo yêu cầu của anh mà anh lại đặt có 350, xong bây giờ anh không lấy nữa mà anh xin lại 350 để cọc thì em không xin cho xin lại đâu, anh lấy hàng đi thì không mất cọc, còn không thì đây em đưa lên em bán, và anh em nào mua được cái tác phẩm này thì hôm nay sẽ được 350 tiền cọc. Hay đầu tiên là anh ấy đặt, là anh định đặt một cặp, một cặp voi nhỡ như này, bởi vì lần trước em hay bán một cặp ấy, anh muốn đặt một cặp voi nhỡ để anh ấy để ở ở cửa, chính xác là ở cái cửa hàng của anh ấy, anh có bán điện thoại, và anh bảo anh cái tâm sự là anh ấy bán điện thoại, anh muốn đặt một cặp voi nó cao tầm khoảng 40, anh để ở cửa hàng anh ấy một cặp, hai cái đầu cửa hai cái tủ ấy, có nghĩa là đặt một cặp. Con chó cắn đồ đấy, sau đấy nhưng về sau anh bảo thôi anh đặt một con thôi, anh chưa có tiền anh đặt một con thôi, rồi có gì anh đặt tiếp một nữa đấy, không đặt xong bây giờ lại bảo vợ anh không có chơi chịu, về em đưa bán mọi người vẫn rất đẹp nhá. Người nó gặm mọi người ạ, vẫn đẹp đấy mọi người nhá, voi mình nghĩ nhá, hôm nay em sẽ để mọi người cái giá từ mình học đi, chiều cao là 43 này, là dưới 40 mà em nhớ là 40 mà, chiều rộng là 32 này, chiều sâu là 23, khá to nhé, và đế gần như đặc mọi người, đế đặc, thì vân này em nhìn vân nó khác thì cộng đâu. Đây cái mặt trước này anh em nhìn, vân không khác thì cố cẩm nhé, to lắm đấy, đây này. Bây giờ nó còn phải lại tầm khoảng chục cân thì để cho anh em này 1,450,000 cho anh em vào những tay nhé, một bức duy nhất vừa bán được kỷ niệm mọi người nhá, đây là vừa bán được kỷ niệm các bác nhé, 1,450,000, ok 1,450,000 mọi người nhé, anh em nhìn tay nhanh tay của em nhé, loại bán một con 1,379 mà nó bé con này nhiều nhá, nó bán một con 1,379 một cái đây là một mấy hôm đấy, nó chỉ bằng 2/3 con này thôi mà bán 1,379 một con này 1,450 là cực kỳ hợp lý cho anh em nhanh tay, các bác nhanh tay một xúc ngay điện. Ok, tiếp theo đây, đến cho anh em một sản phẩm này. Đây một chút đi. Cái này thì là nó thật luôn mọi người, em bán hộ ấy, không phải hàng của em đâu. Luôn là bán hộ. Đây là một chú nhất mã. Nhất mã. Đây, nhìn này. Đây là một chú nhất mã gỗ chắc. Đây là chắc đỏ đen, nhưng mà đỏ nhiều hơn đen. Và đế đây. Đặc xịt 100%. Thì với cái gỗ chắc, cái gỗ chắc đỏ đen mà bây giờ mà đục một chú ngựa liền khối
đây là hàng liền khối 100%, hai con chân đều liền mọi người nha, không có chắc cái gì nhá. To như này thì anh em chắc là bỏ số tiền tầm 2,5 triệu mua được, đúng không? Phải 2,5 triệu, kể cả em mình có làm và bán cho mọi người con ngựa này thì cũng phải ít nhất 2,3 triệu, 2,2 triệu đến 2,3 triệu và thậm chí 2,5 triệu mới làm được, bởi vì cũng chắc điền mà, cũng chắc điền, chắc đỏ đen chắc liền, không phải là chắc. Đây ví thử hàng chắc cơ thì lấy cái giá nó rẻ nên hàng liền liền mà đế lại đặt nữa, đế đặt nữa đấy. Vì cái cục chắc này là chia sẻ mọi người, riêng cái phần cục chắc này là chắc chắn phải mua với giá 1,5 triệu, nhưng nếu mà dưới con số 1,5 triệu là không mua được cục chắc này đâu. Cái này công cái nữa thì phải làm bán ít nhất tầm 2,3, nhưng mà đây em bán hộ, em bán hộ thì em anh ở Hải Phòng, anh ở gần em, anh ấy mua số khác nhưng mà nó thấy về nó hơi nhỏ so với không gian này, anh ấy là anh bảo tôi bán, có bán bán bao nhiêu thì bán, chính xác anh ấy mua là 2,3 triệu chưa có ship, 2,3 triệu chưa có ship, và hôm nay nhờ em bán hộ ông nội anh ấy bảo bán hộ anh ấy 2 triệu, bán hộ anh ấy 1,2 triệu, anh lỗ mấy trăm. Thì thôi hôm nay em sẽ để cho mọi người đến với em Minh thì em sẽ để cho mọi người cái giá cực kỳ hợp lý cho một anh em nhanh tay duy nhất mọi người nhé. Cơ hội các bác mua hàng gỗ chắc mà nghiền khối và giá như này, còn bình thường em mà làm cái này em còn bán tầm 2,2-3 triệu đấy, vì nó phải mất 1,5 triệu tiền gỗ rồi, nghiền khối anh em nhé, cam kết luôn nghiền khối của mình tầm K43 rộng 20 và sâu là 11, K43 rộng 20 và sâu 11. Hôm nay để cho anh em một anh em lên đây duy nhất và cái giá cho mọi người cực kỳ yêu thương và mềm mại nha, 1,899,000. Thực ra là bán như này là 1,899,000 mọi người nha, bán như này là cái anh kia anh cũng khá sốt ruột nhưng mà thôi để lâu rồi, em bán cho mọi người để mọi người vui. Cái bán hộ cho em không được cái gì nhá, cứ danh dự luôn đấy, không được cái gì đâu, giá bao nhiêu là em bán hộ anh đấy, và thậm chí đóng bọc mà gửi cho mọi người này em phải mất công, em phải mất công em đóng bọc em gửi cho mọi người chứ còn em không được một cái gì, báo giá này và em cũng không lấy của anh ấy bất cứ một cái gì cả, bởi vì thực sự luôn là người ta mua ở số khác xong người ta gửi bán hộ là mình bán như này để người ta cũng mất một cơ số tiền rồi, thực ra là mình cũng không lấy công được. Em không, ví dụ nhiều nơi bán hộ xong người ta còn phải trả công người ta bán hộ nữa, nhưng mà riêng đối với em Minh anh em Hải Phòng chắc là gần nhà và thứ hai là người ta bị thiệt thòi thì thôi mình trả hộ, mà hộ 100% và mình bỏ cả cái công đóng của mình đi, mình đóng hàng cho khách, em cũng không lấy cái tiền công đóng của em hàng xốp sắt không lấy. Đó. Mọi người nhá, lỗ luôn nhá, thằng danh dự luôn nào, bán hộ không một đồng nào luôn. Anh có hai con ngựa đây, nếu mà anh em mọi người xem clip trước kia thì có một con ngựa gỗ hương mà cao 70 mấy mà em bảo em bán hộ mà bán giá 3,5 triệu đấy. Đấy, xong đến con này anh em mua con này nữa về em lại phải bán hộ con này nữa. Mệt phết đấy mọi người ạ. Đây, đặt cho mọi người nhé. Đây là em bỏ rồi, anh em chưa đủ gỗ thì trước khi xuống tiền hay là quyết định một cái gì, bởi vì chúng ta mua trên mạng anh em ạ, à, anh em đã mua trên mạng chứ anh em không phải đến trực tiếp cửa hàng mà mua, nên là mọi người phải cực kỳ là kỹ càng và tính toán chi ly cân đo đong đếm. Chúng ta chưa nói đến giá tiền mà chúng ta phải nói đến kích thước và cái vị trí bày, cái vị trí bày nó cực kỳ quan trọng nhé, chứ các bác đừng có thấy nó rẻ hoặc thấy nó như thế nào mọi người đâm đầu vào mua rồi đến lúc về nó không hợp với không gian nhà mình rồi lại phải mang đi gửi bán hộ hoặc tìm chị mang đi cho, nó rất là phí. Tại đây em cũng là người bán hàng trên mạng nhưng em vẫn tư vấn mọi người nào, anh em phải đong đo cân đo đong đếm thật kỹ vào, xong anh em vẫn quyết định, anh em mình giúp chưa, thật kỹ vào hộ em xong quyết định, chứ đừng quyết định vội vàng, vội vàng là chết, cái gì vội vàng cũng hỏng cả. Theo cho anh em một siêu phẩm, một siêu phẩm nha, cẩm việt mà bây giờ như thế này là cũng thuộc dạng khoai rồi anh em nhé, không có phôi đâu đấy,
khoai đấy anh em nhé, không có phôi đâu nên anh em nào cảm thấy mà hợp thì anh em mới múc đi nhá, múc đi mọi người nhá. Nghiền khối, nghiền khối, nghiền khối anh em nhé. Đây là nguyên một cái rễ cẩm liền rất to, em phải cắt khá khá phần đế đi để lấy cái phần đặc, để lấy cái gỗ đặc và nó vững để lên kỹ cho mọi người. Lâu lắm rồi đấy, có một cái bữa đặt mai mọi người cảm thấy rất là ưng, cảm thấy rất là ưng, cảm thấy cực kỳ ưng mọi người nhé, tuyệt vời luôn, đục rất kỹ anh em nhìn và gỗ những phần này được móc này. Ngón tay em chân là rất kỹ, tuyệt vời luôn. Bây giờ cũng cầm cầm Gia Lai, cầm chỉ, cầm chỉ Gia Lai. Em sẽ đo cả kỳ và không kỳ. Cả kỳ 1m03, không kỳ là 87, không kỳ 87 nhé. Chiều rộng, rộng 37 phân, rộng 37. Chiều dày, dày 28, cao là 87, cao 87 không kỳ, rộng là 37 và sâu là 28. Nhiệt khối cẩm chỉ Gia Lai, hàng chọn vân chọn gỗ, chọn vân là gỗ anh em nhé, hàng chọn vân là gỗ, gỗ đặc không thủng, không bị thủng nhé, không bị thủng đâu. Gỗ cẩm nó rất hay bị thủng nhưng riêng cục này của em đặc nên là cái phần ngực này nó sẽ không bị thủng. Đây là hàng giá trị cao và mua gỗ đắt mà, cái phần ngực nó sẽ không bị thủng, trên đầu này chắc cũng không bị thủng, không bị thủng mọi người nhá. Đấy, anh em cân đối. Tuy nhiên là chúng ta sẽ ngắm cái phần dáng này, dáng rất ok rồi. Bây giờ sẽ hàng ngày hàng đục tứ diện đục hai mặt. Anh em thực này, cái bức những cái hàng này thì nó cái dáng ấy, về phần chung ấy, thì nó sẽ có cái dáng cơ bản là giống nhau, nhưng mà mọi người sẽ thấy nó có những cái đường nét và những cái tiểu tiết hoặc những cái vị trí và những cái dáng dấp thì nó sẽ khác nhau đấy, chứ không thể giống nhau được, bởi vì hàng nhìn tay và mình đục theo cái thế gỗ như nào mình sẽ đục như thế. Còn hàng chạy máy thì nó sẽ nguyên bản 10 pho như 10, đây là phần sau anh em đục rất kỹ càng, moi móc rất lòng ngoằng, nói chung là bét tay là nhẹ, sẽ là mất rất nhiều thời gian. Mọi người, nhiều anh em hỏi này, em mình thích cái hàng như thế nào hay là thích hàng đục đơn giản, thì em chỉ mọi người em chỉ thích hàng đục đơn giản thôi, nó nhanh công và bán cho anh em giá nó cũng mềm mại, thực sự bán cho anh em giá mềm mại và nó khoe được cái vân, thực ra cục cẩm nó vân nó cực kỳ đẹp luôn anh em ạ, vân đẹp lắm. Nhưng mà do đục nó quá nhiều cái chi tiết, thợ nó moi móc tay chân rồi thì vải vóc rồi thì xâm lấm, nó moi nhiều quá nên là nó sẽ bị cái vân, nó sẽ bị mình không nhìn không rõ nữa. Chứ còn nếu cái phôi này mà đục đơn giản ấy, thì cái khoe vân của nó sẽ khoe vân rất là đẹp như thế, nó vẫn là đẹp. Nhưng mà do đục moi móc tinh quá nên là có nhiều tiểu tiết và chi tiết, à, chúng ta sẽ ít thấy cái vân của nó. Nhưng mà đây anh em nhìn cái chỗ đằng sau, những chỗ nào trơn ấy, mọi nhìn vân. Cái chỗ này lông chuột toàn bộ này. Cả đoạn này lông chuột hết nhá. Anh em nhìn này, lông chuột hết nhá. Không phải là lỗi đâu nhá, đây lông chuột hết này. Đây anh em sẽ nhìn nha, thật nó cắt tận đầu vân nó ra đây. Đây cái này lông chuột này. Anh em nhìn này. Đây là cẩm chỉ nhá. Đây này. Nó cắt ở chỗ nào là vân nó sẽ nổi lên đấy. Mà gỗ nó bị hồng, cực kỳ hồng luôn. Cẩm mà nó hay bị đen. Gỗ nó hay bị đen anh em, nó hay bị đen và bị thâm gỗ. Nhưng mà em, mọi người nhìn em Minh chọn gỗ ấy, mọi người, gỗ rất là hồng. Cái gỗ hồng này thì về mọi người chơi nó sẽ không xuống màu, và con đồ nhìn nó sẽ tươi, nó tươi. Chứ còn gỗ cẩm nó hay bị thâm đen. Anh em chơi cẩm thì biết mà, nó hay bị thâm, hay bị thâm gỗ. À, mọi người, gỗ liền nhé, một mài liền là đục moi này này. Xâm lấm giải lụa, những hổ lô, liếc linh tinh, lón chặt hoa lá các kiểu. Đây, vân veo thì nó rất là đẹp.
cái này thằng cu em nó lấy công cũng rất hợp lý đấy mọi người, vì em cũng làm nhiều nên là lấy công cũng hợp lý, chứ còn đục như kiểu cái dáng kiểu nghệ nhân này thì đi thuê mấy bố nghệ nhân bố chém toàn mười mấy triệu đến công vỡ mồm luôn, mà đục cũng chả đẹp được mấy, cũng chỉ như này cũng không hơn được nhiều được mọi người. Anh em nhìn chung là như thế nó quá ok rồi, cũng cầm hồng lắm, vì làm mũi cầm hồng rất là đẹp. Đây cái vải đây mình mới miếng vải vắt đây này. Đấy anh em nhìn cái mặt vân này, làm rất kỹ và sạch sẽ nha, làm kỹ và sạch sẽ vô cùng luôn. Trong phần ngực này là sẽ không bị sâu đâu nhá, vì cái gỗ đặc mà hay gỗ đây cái giờ thẩm là ma hay hạ vào trong này, này. Hạ nghĩa là gỗ nó dày này, xong mình hạ bên trong này thì nó bị tâm ở thủng ở đây ấy, thủng ở trên này thì cái phần ngực sẽ bị sâu bị thối và bị vá, nên gỗ rất là sạch. Anh em nhìn gỗ sẽ rất là sạch luôn, không có thủng đâu. Đây đục móc này, đây cái giày của ngài này. Đây, anh em nhìn cái phần ngón tay này, anh biết là hàng làm kỹ rồi đúng không ạ? Đây từng cái giải nụa này móc bên trong là đều làm sạch rất sạch luôn. Đấy, bên trong là đều phải làm rất sạch, nó rất là khó cái phần bên trong này. Anh em nhìn này, đây thì mọi người sẽ thấy là đó tay cái phần đấy, cái gỗ nó một mè như thế này, một mè dày như thế này, xong là thợ nó cắt và nó moi để nó kênh được những cái này ra và niền không bị gắn, chứ nó gắn cái này vào thì nó lại không nói chuyện làm gì rồi đúng không ạ. Đấy ok chưa mọi người, đây nhìn ngón tay này, ngón chân cái vân này này mình nhìn trong này nó cực kỳ sạch, làm kỹ. Đây củ sâm, củ sâm mà nhìn anh thấy là nó uy tín rồi đúng không ạ. Ok chưa? Đây, anh em ngắm hợp lý thì một người múc thôi. Phôi này nó hơn 4 triệu. Chẳng biết làm nào sự mọi người luôn. Công đục thì cũng cao, công đục với công gọt cũng lâu. Cổ phôi này là 4 triệu 3 hay 4 triệu 4 gì. Em có mua được 3 cục. Còn một cục nữa, mình nhỏ cái cục này. Cái cục to hơn, cục to nhất là nó có đẹp hơn, cục to chưa được, cũng có đẹp. Cái cục này còn rất là đẹp, ngoài đục xong là rất là ưng. Cái bức này em xin giao đi mọi người giá là 79 không ship anh em, giá tí thôi. Còn những bức này mà anh em vào tầm ngắm kết ấy, thì cũng toàn phải tầm 9 đồng. Cẩm mà kiếm được một cục cái này là khoai đó mọi người ạ. Anh em nếu theo dõi em Minh thì mọi người biết đấy, thi thoảng mới có bức cẩm thôi. Đợt trước em báo một bức 7.9 triệu. Và nó chỉ bé một nửa bức này, 7.9 triệu mà chỉ bé một nửa bức này đây. Đợt này là mua cái gỗ này, của gỗ này hợp lý, mà to quá, dày dặn, đục ngoài rất là kỹ luôn. Công có nhiều lắm anh em ạ. Nếu mà đục đơn giản nó, đục đơn giản mỗi củ ra đúng đơn giản này, thì lúc này chỉ tầm 5.5 triệu, 6 triệu, 5.5 triệu. Nếu đục đơn giản một củ cẩm mà cao 90 như này đục đơn giản này, thì bức này chỉ tầm hơn 5 triệu. Đục đơn giản nó không mất nhiều công. Mà lúc này thì lâu rồi. Bảo chi cái chính ra bán một cái bức này ấy, nó còn cái tiền công ấy, tiền lãi nó cũng chỉ như một cái bức đục đơn giản thôi. Nhưng mà một tháng em có thể làm được 10 bức đơn giản, nhưng mà đục như này một tháng chỉ làm được 4 bức thôi. Có nghĩa là làm gần như làm hơn 2 bức kia thì mới làm một bức như này, mà lãi một bức này cũng như một bức kia. Để ra hàng ngày làm anh em thích làm thôi, nhưng mà không khoái đâu, em không khoái hàng ngày đâu, thật sự luôn. Bởi vì lâu mình không bán được cao, nhưng mình ra hàng mà làm lâu xong phải đi chọn gỗ, lại phải chọn gỗ đắt tiền, xong lại phải, bởi vì làm kỹ thì phải là gỗ đẹp, chọn gỗ đắt tiền, xong lại chọn từng cục một hết. Mà thắng lại là nặng lắm, cẩm nó nặng anh em, cẩm nó nặng hơn hương nhiều. Cẩm ra lại của mình nó cực kỳ nặng luôn.
anh em mà chưa cảm thấy có làm được cái luôn rất là dã man luôn. Lại hương u hương nhỏ, u hương nhẹ cũng được thuộc dạng nặng rồi, nhưng mà so với cẩm vẫn nhẹ. Nặng nhất vẫn là môn, thằng môn thì không chơi đâu, thằng môn nặng kinh khủng. Các mọi người thằng môn đó nặng sợ luôn, nhưng làm môn nó không khéo vỡ đoàn này, vỡ mặt thước này mọi người. Vũ đắt xong thì còn lặng. Đó lên mọi người một chú heo cũng bao tiền, chất liệu là gỗ lưu hương ấy, nên làm lưu hương. Chúng ta gỗ này mua qua 47.000 một cân thôi. Lưu hương nhiều mua có giá 47.000 cân thôi. 47.000 cân làm ra nó hơn toàn sụn là nhiều lưu ít. Nhưng mà anh em mà thích chỉ sụn thì chơi, thì ra sụn nó đẹp hơn lưu mà. Em thích chỉ sụn là chỉ lưu. Thật đấy à? Ái chà, ái chà, ái chà, ái chà, ái chà, quả đế này. Được của nó đấy, quả đế này. Được đấy. Ok cho anh em, đế này thì cũng là chất đất trời bay được gì nữa. Đế này em với anh em 100 củ hương mới có một vài củ đế này thôi. Đây là cắt đi mới được như này đấy, còn không cắt, đầu tiên nó lũ lùa lùa, phải cắt đi. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái mặt sau này nào. Đẹp tứ diện nha, đây là mua gỗ lưu 47.000 một cân. Nhưng mà làm ra nó lại không thấy lưu đâu, mà thì chỉ thấy sụn. Nhưng mà cũng được, sụn cũng được. Miễn là giá rẻ cho anh em, anh em sụn. Lượm, lụm 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 lụm. Lụm luôn. Đấy. Trong miền Nam các bạn